Thường đi mấy cái này đôi khi mình đi đi săn lùng á, cả nhà có những cái món đồ mà khá là rẻ nha. Và không biết cái này cái gì ta, cái máy này máy gì nè. Trên đường Ricky đi ngang qua thấy nhà này, ngày hôm nay thứ bảy nha cả nhà, họ bỏ đồ ra bán garage sale. Thì đây là cũng là một cái mô hình ở bên Mỹ, những đồ gì mà ở trong nhà mình không dùng tới thì mình đem ra bán rẻ cho những người cần, họ thấy họ thích họ mua nha, có thể dùng lại được. Đó, đây là mình mới bước vô tới là quần áo này cả nhà, giày dép nha, quá trời là đồ này đó. Hello, very good, very good. Đây là thấy đồ nhiều nha, để mình quay cho mọi người xem. Wow, đây là cái bàn cửa này cả nhà. Có chiếc xe này, chú có chiếc xe này xe gỗ. Cái mô hình này là xe gỗ, chỉ có bán chỉ có một đô thôi cả nhà. Đó, mấy chén này 50 sen nha. Cái tô này 50 sen. Đa số là đây quần áo con nít khá là nhiều. Cái này không biết giá cả như thế nào. Và thường thường đây một cả nhà, giống như con nít họ những cái đồ mà họ không dùng tới nữa thì bỏ ra bán nha. Đó, đồ chơi này. Mấy cái logo, mấy bút đồ đây quá trời luôn nè cả nhà, đồ chơi. Đây cái lò nướng mà chỉ có 5 đô thôi nha, nếu mà cái này mới thì ngoài cũng mấy chục đô cả nhà, giờ có 5 đô thôi. Và có cái máy DVD player này, hiện tại họ bỏ bán là 10 đô. Và đây là máy làm cà phê, bán 25 đô. Đó, toàn là đồ chơi. Hôm nay dẫn chú Quang đi shopping nha. Chú Quang là nói kêu thôi ghé vô để coi thử, qua Mỹ mà thấy trên mạng, trên YouTube đồ, họ chưa thấy thực tiếp, cho nên Đức thì ghé vô đưa chú đi vòng vòng coi thử có những cái đồ cổ rồi gì không, có đặc biệt không nha. Đây là những giày nhỏ nhỏ mấy con nít này. Mấy đôi giày này nếu mà còn mới đi ra mua cũng mấy chục đồng đó, một đôi đó. Thường thường giày con nít nó mắc hơn giày người lớn nha. Đồ mini chơi đánh gốt này cả nhà, bán 75 đô hả, nguyên cái set này. Cái này cho con nít nha, được 4 cái. Và đa số đây là đồ con nít không cả nhà. Đó, đồ con nít không. Một cái quần này đợt bỏ ra bán 2 đô. Tùy theo, cái áo này bán 3 đô nữa nhé, nhỏ nhỏ. Giá cả thì cũng ok. Hôm bữa Ricky rồi có quay một cái clip đi garage sale ở bên kia. Mọi thứ, cái nhà bên kia họ bán chỉ có 1 đô thôi. Bên này cũng đủ giá nha, đủ cỡ giá. Cái này cái gì đây cả nhà? What is that? Oh, wine bottle. Cái này để mở rượu, rượu vang đồ cả nhà, cái đồ dụng cụ để mở rượu này. Đó, cần cái set này ha. Nhìn đẹp chưa? Đó, bỏ vô một như một cái chai này. Ở trong đấy cái giống như cái đồ mà cần để mới mở mấy cái chai rượu rượu vang đó cả nhà. Đó, giỏ đồ từ lưu hết đây cả nhà. Cái này có skateboard của con nít, cái này họ đỡ bỏ bán 5 đô cả nhà. Này khoảng 18 inch thôi, nhỏ lắm.
cho nít chơi. Đây là cái ly giữ nhiệt cả nhà. Cái này biết không biết bán bao nhiêu. Nhưng mà cái ly này bỏ lạnh, nó giữ độ lạnh. Độ nước nóng vô thì nó giữ độ nóng lâu nha. Đây cái mấy bức ảnh. Sao chú Quang thấy được gì không? Có gì không? Có đồ cổ gì không? Chú Quang chưa nói là ừ đây có mấy cái ly uống. Cái này cũng rượu nè, cũng đẹp nè. Bán chỉ có 2 đô thôi. Coi thử chú mở ra coi thử nó có được mấy cái trong đó. Bằng inox nha cả nhà. Mình đi vô mà quay phim mọi người họ nhìn mình nha. Mở đó chỗ đó đây nè. Đó. Cùng mới luôn cả nhà, còn chưa dùng tới. Đẹp anh chú, mở ra coi đi, mở ra. Đẹp chứ hỉ. Cái bán 2 đô à. Bằng inox luôn cả nhà. 2 đô hả? Ừ, có 2 đô à. 2 đô. Chỉ được 2 ly thôi hả? Có 2 ly thôi, được 2 ly bằng cái này bằng inox nha cả nhà. Chỉ có 2 đô. Mua không chú? Hả? Mua để làm gì, có uống rượu đâu mà mua. Chú nói rẻ quá. Mua đi. Ừ, cái đó là mua chỉ có 2 đô. Có thể mua cái này nha. 2 đô. Còn mới nha, chưa họ chưa có dùng tới nha cả nhà. Có thể mua cái này đi. Mà không biết mua để cho vui, cũng không biết để làm gì luôn á. Uống rượu. Mình thì không uống rượu nữa. Nha. Có bán đồ cái mấy cái phao trà chân này. Cái này đỡ che cái ngón chân, để sơn nước sơn nó khỏi bị dính á. Cũng bán luôn nha. Cái này mấy đô. Cái hộp này gì ta? Salon step. Cái này cũng hay lắm. Bỏ cơ lên để sơn. Đó. Cực kỳ là hay. Quay giày dép luôn nè. Đôi giày đó đẹp á chú. Đẹp không? Đẹp đó. Mang vừa không? Giày đã ngon á. Giày da. Nó mang cũ rồi nhưng mà nó còn mướt luôn á. Hơi rộng hả? Rộng quá hả? Thôi cũng cũ quá. Cũ quá. Thường đi mấy cái này đôi khi mình đi đi săn lùng á, cả nhà có những cái món đồ mà khá là rẻ nha. Và không biết cái này cái gì ta? Cái máy này máy gì nè? Giống như máy đổ bánh kẹp. Đây cái lò mà đỡ hấp đồ ăn rồi đó cả nhà. Ở đây họ đỡ giá đủ cỡ hết nha. Từ 2 đồng tới 25 đồng rồi, ba mấy chục đồng cũng có nha. Trời ơi, đôi giày này họ bỏ ra cỡ này mà bán đỡ 10 đô. Không biết ai mua không, vẫn còn nhìn cũng còn mới nha. Giày cái này 10 đô. Bự tà bá luôn. Đa số là đồ. Đây đa số là đồ nữ nhiều hả? Áo cung nó đẹp hả chú? Còn chưa mang luôn nè. 8 đô nha, nếu còn mới á. Mấy cái hàng này họ chưa mặc luôn nè cả nhà. Chú coi cái áo này coi nè. Bự quá hả? Hả? Bự quá. Còn chưa bóc tem luôn. Bự quá. Có nhiều cái đồ họ chưa có dùng tới nha cả nhà. Nhà đằng xa mình nhìn thấy có cái máy này nè, bán chỉ có 10 đô thôi cả nhà. Máy này máy gì ta?
cũng cái CD Play cũng là cái máy thời cổ này, hồi xưa này. Mình không biết cái máy này nó còn work không nha, mà họ bỏ ra bán 10 đô cả nhà. Gắm điện vô luôn nha. Đó, máy này thuộc vào đồ cổ này cả nhà. Máy này chắc cái thời 1900 hồi đó đó cả nhà ơi, bán chỉ có 10 đô thôi. Và ở đây dưới đây có thể dùng cái DVD á. Và trên này cái dĩa mà cái loại dĩa nhạc mà bự bự cả nha. Đó, Ricky không có biết nó còn work không nha. Đợi Ricky hỏi hỏi họ thử nó còn có hát được không nha. 10 đô này vẫn còn hát được nha cả nhà. Cái này là cái CD hồi xưa, và cái này cái DVD. Và bên này có cái thép á, cái thép mà cái băng cassette đó cả nhà. Đó, ở phía bên này. Đó. Cái này vẫn còn work nha. Còn dùng được, 10 đô. Cực kỳ là rẻ luôn cả nhà. Mấy cái đồ cổ này nếu mà có ai chơi đồ cổ thì mua mấy cái đó giờ đỡ sưu tập. Thì thứ gì bằng, thứ gì dù nổi. Nhưng mà Ricky chắc không muốn mua về đỡ chặt nhà đâu. Đi qua, đỡ Ricky qua cho mọi người xem thôi. Ồ đây, và có cái bức ảnh này. Bức ảnh này cũng cực kỳ là đẹp luôn này. Để coi thử bán bao nhiêu nha. Không có giá. Đây bán đồ nhiều nha cả nhà. Đấy đồ nít không à? Yeah. Cũng có người đi rai rai nha cả nhà. Đó. Ồ áo đấy mùa đông mang ấm lắm á. Áo này cũng mới này. Cái này chưa bóc tem luôn này. Ừ, chưa bóc tem luôn đó. Đó. Vừa mà. Đó, chúng mang vừa đó. Ôi, quất luôn đi. Áo chưa có bóc tem đó. Đó, mấy cái áo này cả nhà. Ồ, cái áo này mấy con nít mà mua cũng mắc tiền lắm á. Nếu mà đi vô shopping mua. Ồ, bây giờ bán 5 đô nha. Đó. Sao chú? Giá cáo nó luôn hả? Ừ. Hỏi nó bao nhiêu ơi? Mấy đồng bạc? Nó có cái giá đâu không? 5 đô. Nó bán 5 đô á. Quốc luôn hả? Quốc. Dục áo mình bớt cái chơi. Mấy áo này là mang mùa đông. Cái này có chưa bóc tem luôn. Ừ. Đó, còn tem luôn này, chưa mặc luôn này. Ừ. Có 3 đô à. Một. Từ từ, còn gì nữa không? Thôi. Ồ áo chưa bóc tem luôn nha cả nhà. Ồ chú thấy đã quá. Ồ rẻ nữa. Đó, trả tiền rồi đó. He wanna pay. Hey. Quá lại gặp người quen nữa. Yeah, he wanna two of them. 8 đồng, tổng cộng 8 đồng. Chú hôm nay đi xài tiền hơi nhiều nha. Hôm nay em này bán đồ có tiền rồi nha. Đó, vô chú chọn mấy cái đồ mà cũng vừa túi tiền cả nha. Còn cái mạc á rẻ. Wow, that's how you make money today. Đấy, yeah, sáng giờ bán nguyên 1 lít rồi nè. Cái này rất là dễ thương. Hốt được một mớ quần áo mà chọn những cái đồ mà còn chưa bóc tem nha. Khá là rẻ. Ok cả nhà, thôi Ricky cũng đi làm công việc nha. Thì đây cũng là một video ngày hôm nay đi chợ garage sale, chợ trời ở bên Mỹ này. Cái đấy bằng gỗ đó chú. Mà bị mất hai bánh sau rồi.
Ok cả nhà, bây giờ Ricky đi làm công chuyện nha. Ok, let's go. Xin chào tất cả mọi người nha. Hy vọng mọi người đăng ký kênh của Ricky và Ricky sẽ quay cuộc sống bên Mỹ này. Thank you. Bye bye guys. Bye. Alright. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.